Tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay dự kiến tiêm 2.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế, lực lượng quân đội và công an của quận Gò Vấp. Tất cả các kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm đều thực hiện đúng theo quy trình. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Trong sáng nay, quận Gò Vấp còn có điểm tiêm tại khoa lao thuộc Trung tâm Y tế quận dành cho những người suy giảm miễn dịch với loại vaccine được sử dụng là Pfizer. Từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, quận Gò Vấp sẽ tiêm khoảng 6.250 liều cho lực lượng nhân viên y tế, công an, quân sự, người suy giảm miễn dịch và tiêm vét cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và cũng từ ngày 13 tháng 12 sẽ tổ chức tiêm cho khoảng 100.000 người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ cao.